Tự nhiên mới bước lên chứ làm mặt hình sự vậy? Không phải, tại vì Đại Nghĩa nó giới thiệu là một người chơi rất là kiệm lời. Cái mình nghĩ là cái người đó ít nói lắm, không nói. Tới hồi giới thiệu anh Vũ. Hả? Không thầy, thầy vì em nghe anh Vũ sau này như là đổi tính đó thầy. Không có còn nói nhiều như trước nữa, phải không anh? Chứ còn gì nữa. Mình phải tiết kiệm lời, khi nào cần nói thì mình nói thôi. Còn khi nào mình thích nói thì mình nói nhiều thật nhiều. Mình nói sao cho không ai cãi lời mình hết. Không ai cãi là anh hết. Bữa nay kiệm lời thiệt. Chưa thấy ai cãi anh hết trơn trời đó. Kiệm lời. Đúng rồi. Nhưng mà phải nói để chào khán giả chứ. Em thì cứ chào đi. Hôm nay anh Vũ Hoàng Linh rất vui thi thố game show 5 vòng. Vòng vàng kỳ ảo 5 vòng. Ai mà thắng được gom 100 triệu. Yeah. Quá thằng ta làm thơ quá kìa thầy. Giờ sao thầy? Ít nói ghê. Không có muốn nói. Tôi bảo đảm nguyên đêm hôm qua không ngủ làm thơ nè. Trắng đêm làm thơ đó. Để bữa này lên đối đáp á thầy. Tôn Sắc 100 năm từ Úc hân hạnh đồng hành cùng chương trình.